Nguồn hoa vải Thiều Chua ở Bắc Giang em thì đang lở hoa đực rồi các bạn. Em là ở Nhã Nam Tân Yên Bắc Giang. Và cơ sở Lâm Ong em thì chuyên cung cấp và phục vụ các bác các cái vật tư nuôi ong từ cái nhỏ nhất cho đến to nhất. Đó. Và đây là trại ong của nhà em. Còn ít ngày nữa thôi thì những cái đàn ong của nhà em sẽ được quay vòng phá để bước vào cái vụ mật chính của năm 2023. Em làm một video chia sẻ cũng như là quay lên cho các bác khác cùng tham khảo về cái mô hình nuôi ong của cơ sở Lâm Ong em. Đấy, số lượng thì rất là nhiều, vài trăm đàn cơ các bạn, chứ không phải là nuôi lẻ tẻ một hai đàn đâu. Nếu các bác mà có nhu cầu giao lưu kết nối thì cứ giao lưu với em Lâm Ong qua cái số điện thoại em để trên màn hình video. Em ở Nhã Nam Tân Yên Bắc Giang thì em ngoài nuôi ong ra em chuyên cung cấp các cái vật tư nuôi ong. Đấy, từ cái nhỏ nhất như là kim di trùng, tấm chắn chúa, đấy, cho đến những cái thùng nuôi, cầu nuôi. Vào mùa khai thác mật thì em bán rất là chạy về cái thùng quay mật mẫu mới nhất của năm 2023, từ 2 cầu, 3 cầu, 4 cầu, 6 cầu. Đó. Cho đến những cái vật tư khác như là mũ xem ong hay là bình khói, chân tầng thì nhà em tự sản xuất rồi. Đấy, có những video trước em test cái chân tầng của nhà em sử dụng trực tiếp lao cầu vào trong những đàn ong của nhà em. Thì em cũng đăng tải trên kênh rồi đấy, các bác cứ lên tham khảo. Ong tiếp thu cực kỳ là nhanh và phát triển rất là tốt. Đó. Và thời tiết hiện tại thì đang có nắng, ong đi làm rất là mạnh luôn. Hiện tại thì hoa mới chỉ gọi là lở hoa đực thôi, nó chưa lở hoa cái nên là chưa quay vòng phá được các bạn. Để quay cho các bác cùng tham khảo này. Đó. Ở bên em thì có cung cấp cả những cái chiếc bình khói này cũng có này. Cái bình này em dùng 4-5 năm rồi nó vẫn rất là bền các bạn. Bình này được thiết kế là Elox 304 này. Vỏ ngoài được thiết kế là một cái lớp lưới bằng thép để bảo vệ, cũng như là cái da này được thiết kế là da lộn. Và được thiết kế là hai cái miếng gỗ ép để đảm bảo độ kín, bọc ở bên ngoài là cái vành bằng nhôm để giúp các bác là khi mà đạp gió nó sẽ tạo ra một cái lực gió rất là mạnh thổi qua cái phần buồng đốt. Và bên trong thì luôn thiết kế là một cái kiềng ba chân để tránh cái tình trạng tắt bếp các bác nhé. Đây em cầm một tay em ra hơi khó mà nó cũng cái bình này thì nhà em sử dụng 4-5 năm nay rồi nên là em cầm một tay quay thì hơi khó. Thì ở trên video nhà em có đăng tải những sản phẩm cũng như là vật tư nuôi ong rất là nhiều, các bác có thể tham khảo trên kênh ủng hộ em nhé. Ong đi làm rất là mạnh luôn các bạn. Nói chung là bây giờ để mà quay hết được cái trại ong của nhà em ấy thì cũng khá là nhiều thời gian. Thôi đây em đi quay quay cho các bác nhé. Đấy, quay quay cho các bác. Số lượng đàn thì vài trăm đàn cơ, không phải là một hai đàn đâu. Thế còn không biết các địa phương các bác thì cái nguồn hoa nó như thế nào. Bắc Giang em thì chủ lực là cây hoa vải Thiều Chua cũng như là hoa nhãn các bác nhé. Đây, ở dưới này vẫn còn rất là nhiều nữa này. Xung quanh nhà chỗ nào cũng có ong các bạn. Và nuôi ong này thì thực tế là nếu mà để mà chuyên ấy thì lúc nào cũng phải là ong ở đâu người đấy. Thì phải để ý đến những cái đàn ong của mình, nếu không là nó sẽ xảy ra cái tình trạng gọi là thay đổi chế độ mà không biết cách chăm sóc là ong sẽ bốc bay, sẽ chia đàn ngay các bác. Đấy, nuôi ong thì nếu mà các bác là cán bộ về hưu ấy, thì có thể là lựa chọn cái bộ môn nuôi ong này để giải trí cũng được, vừa có mật ăn mà nuôi rất là vui. Và trong hội nuôi ong thì anh em giao lưu kết nối tháng họp 1-2 lần, nên các bác rảnh thì cứ đi. Đấy, đi giao lưu kết nối anh em, nhiều khi câu chuyện tuổi già lại có người kết nối cùng lại hay vui các bác. Đấy, dưới này vẫn còn rất là nhiều các bạn. Đây là vườn mít của nhà em bên dưới này. Đấy, nhiều đàn ong không có ghế kê là cứ để dưới đất luôn. Đấy, nuôi ong thì cũng rất là nhàn thôi. Thực tế bảo nhàn thì không phải nhàn mà vất vả, không phải vất vả, cứ để ý đến nó là được các bạn. Đấy, quay em cũng không giới thiệu chi tiết về cái gì cả. Đấy, quay giới thiệu chia sẻ bác về trại ong của nhà em thôi. Đấy, các bác có nhu cầu mà kết nối giao lưu thì cứ liên hệ theo cái số điện thoại em để trên màn hình video với em Lâm Ong nhé. Cũng rất mong là có dịp nào đó được giao lưu kết nối với toàn thể các bác và anh em đam mê yêu thích nuôi ong mật trên toàn quốc. Đó. Rất là nhiều luôn đúng không ạ? Đấy, các bác đi mỏi chân luôn. Thực ra em ở thị trấn nhưng mà em lại ở trong làng ấy. Vườn ao chuồng thì em có hết. Đây dưới này có ao nữa các bạn. Có ao, có vườn, có chuồng. Cá thì ở dưới ao, gà thì ở trên đồi. Đấy, thích ăn gà thì đây, gà chạy đồi đây. Đấy, các bác không biết các bác có nhìn rõ không, em quay các bác xem nhé. Đấy, thích thì làm con, làm pọt gái nên là có con luộc ngay. Cá thì thả cần xuống dưới ao là có cái rán ngay. Đấy, lợn thì trong chuồng.
Đấy, nhà em vừa nao chuồng thôi các bạn, chăn nuôi mà. Xuất phát từ con nhà lông thì lớn lên cũng là con nhà lông. Em kinh doanh về vật tư nuôi ong cũng như là phục vụ các bác về các cái dụng cụ nông nghiệp ở Nhã Nam Tân Yên Bắc Giang, thì các bác có nhu cầu thì kết nối với em nhé. Thôi video này thì chia sẻ các bác đến đây thôi. Các bác xem thì cho em xin một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký để ủng hộ kênh. Bật nút chuông để nhận thông báo mới nhất về các video trong thời gian tới. Khi mà khai thác mật em sẽ đăng tải trên kênh. Cảm ơn các bác và anh em nhé.